Xin chào các bạn, mình tên là Gia Mỹ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tập yoga hoặc tập thể dục. Mình đang ở công viên, rất là nhiều trò chơi và nhiều chỗ tập thể dục. Bây giờ mình đang chuẩn bị tập yoga, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tập cái này nhé. Đi theo mình. Khi đi xuống về sân đây sẽ bám mình có thêm một cái đường này thì các bạn kéo qua cái này. Đây nha, tạm biệt các bạn nha. Quá giờ rồi. Các bạn hãy thật và chúc các bạn nha.